À, trong chiến tranh thì ở đâu bắt đầu chiến tranh hoặc là kết thúc chiến tranh thì các nhà báo này, các nhà hoạt động văn nghệ, họa sĩ này, văn công này đều đi theo để phục vụ bộ đội. Không phải là phục vụ ngay tại trận đánh đâu. Của cái đêm đấy trước khi ra trận thì được xem một buổi biểu diễn, hoặc là cũng trong đêm thì họa sĩ đi vẽ. Cái này là đánh vào Cồn Tiên Dốc Miếu, cũng là Quảng Trị nhưng mà nó là phía 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 đông từ biển vào. Đấy là mở màn cho cái cuộc chiến Quảng Trị thì đúng rồi, mở màn. Sau nó kéo dài đến 2 năm liền, rất là ác liệt. Bị thương, hai bên bị thương nhiều. Cái này là vẽ trực tiếp, là cộng thương binh ấy. Mà mình chỉ ký họa lại ngay cái lúc anh em may lắm, là lúc nào mà bị máy bay ném bom trực tiếp ấy, thì mình cùng với anh em gặp nhau và vẽ ở đấy. Cho nên là cái không khí nó rất là náo nức. Tuy là chiến tranh đấy, nhưng mà người nào cũng thấy là được vào Quảng Trị là một điều rất là hạnh phúc, được gần các anh em. Chọi pháo giữa ta, giữa Việt Nam và phía bên kia đánh nhau. Đây là Cồn Tiên Dốc Miếu, cũng 73, cũng thời kỳ ấy, cùng đi vẽ một loạt rồi ấy cả với nhau. Cái này là bột màu trên giấy, cái này vẽ rất nhanh ấy. Vẽ xong là ôm màu và bút chạy luôn ấy. Chỗ này tàn luôn, sau chỗ này là nát luôn, không còn quay trở lại lúc còn gì nữa. Cho nên Quảng Trị cũng là cái nơi mà tập trung nhiều văn nghệ sĩ vào nhất. Tôi thì có đi đi về về, tức là mỗi lần tôi mở lớp vẽ xong thì đưa vào giao cho các đơn vị, tức là qua đường 559 ấy, Bộ Tư lệnh 559 ấy, và họ lại phân phát đi theo con đường dây ấy, họ chuyển vào Nam. Thì tôi cũng đi trong đoàn đấy, nhưng mà nói chung cũng đi rất nhiều nhưng mà không phải là trực tiếp chiến đấu. Trong chiến tranh thì cũng như các họa sĩ khác, chủ yếu là vẽ bột màu lên giấy là chính chứ không có sơn dầu, không có toan vẽ. Mãi sau này thì riêng ở phòng văn nghệ quân đội thì được viện trợ của Trung Quốc, của Nga, của Đức có sơn dầu vẽ. Bởi vì hồi ấy là đi đâu cũng không có toan, không có màu, không có vải để vẽ, thì nhưng mà cái bao tải đựng gạo là nhiều nhất. Cái bao tải đựng gạo thì ở đâu cũng có cả, mà người ta đựng súng, đựng đạn, đựng gạo, thậm chí người ta làm cả những cái để tải thương, cái võng để tải thương đấy. Sau đấy người ta làm củi để đun cơm. Cho nên Phạm Lực là tận dụng cái đó và vẽ. Và khi tranh bao tải ấy là khi nói đến Phạm Lực là người ta bảo bao tải thời chiến, lấy cái ống khói trong xe máy, ống xả nó trộn với dầu hoặc nước, vẽ đen là chủ yếu, còn các màu thì chỉ có một tí tẹo. Rồi là rất hiếm mới gặp được một số anh em mà mình đã vẽ trong đấy, và thế là rau này lại gặp nhau trở thành bạn bè. Đấy là cái mà hiếm có lắm. Thường thường nó vào trong ra, không biết khi chia tay bảo chưa biết bao giờ gặp mặt. Mà gặp mặt thì tuyệt vời luôn. Chút tôi sẽ đưa cho cái ký họa tôi vẽ ngay Quảng Trị. Mới ông ấy bây giờ trở thành họa sĩ rồi, tôi là thầy rồi, rất giỏi. Đấy, nó là một cái mà đời lính phải có những cái lúc gặp nhau ở nơi khói lửa thì mới là cảm thấy nó đẹp đẽ.